Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng bởi rìa xa cơn bão Hai Ma nên toàn bộ khu vực Bắc Bộ kéo dài xuống cả dọc các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế đều có nắng từ khá sớm với cường độ nắng mạnh khiến cho nhiệt độ trưa chiều tại đây tăng cao, phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ 50 cho đến 60%, trời khá khô và nóng. Trong ngày mai tại Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa thu với tiết trời trong xanh và có nắng hanh vàng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày tăng lên ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có đôi chút chuyển biến từ ngày 23 và ngày 24 tháng 10. Nguyên nhân là do đới gió đông nam ẩm thổi từ biển vào sẽ làm trời chuyển nhiều mây hơn. Những cơn mưa rào nhẹ có khả năng xuất hiện rải rác tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Mưa được dự báo sẽ tập trung nhiều tại các tỉnh đồng bằng và ven biển, có nơi sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to, nên nhiệt độ theo đó cũng giảm xuống. Mức nhiệt cao nhất chỉ trong khoảng từ 28 cho đến 32 độ. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày mai thời tiết vẫn chưa có biến đổi quá nhiều, trời vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng cùng nền nhiệt cao nhất ngày trên toàn khu vực từ 31 cho đến 34 độ. Sau đó khoảng từ ngày 23 ngày 24 tháng 10, do sự hoạt động của đới gió đông ẩm trên cao kết hợp với sự thiết lập rãnh áp thấp qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên những cơn mưa sẽ lại diễn ra rải rác ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ chịu tác động của đơn thuần gió đông nam nên mưa xảy ra không đều, chủ yếu tập trung vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng. Nền nhiệt cao nhất trên toàn miền giảm khoảng 2 độ, phổ biến còn 29 cho đến 32 độ. Trong chiều tối nay, những cơn mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã tạm thời giảm hơn về cường độ. Tuy nhiên, trong 3 ngày sắp tới, khi giải thấp được thiết lập trở lại thì mưa sẽ lại có xu hướng tăng hơn. Vùng mưa sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, có nơi sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có nơi còn trên 50mm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do hoạt động của siêu bão Hai Ma nên trong đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão và gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, độ cao sóng biển từ 2 đến 4m, phía Bắc còn trên 4m, biển động mạnh. Sang đến ngày mai, gió trên khu vực sẽ thổi đều theo hướng Tây Nam đến Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4. Sóng biển vì thế giảm xuống dưới 1m cùng với đó là trạng thái biển êm, do vậy bà con ngư dân lại có thể ra khơi bình thường. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió thịnh hành hướng Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5 nhưng lại có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa hạn chế từ 4 đến 10 km trong mưa và còn có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời vẫn còn tạnh ráo, tuy nhiên từ Chủ nhật đến những ngày đầu tuần sau trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác về đêm và sáng, tập trung tại khu vực đồng bằng và ven biển. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối, riêng khu vực Nam Bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc, còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.